Chào mừng mấy bạn đến với kênh YouTube của Lam Hàng Dương. Bữa nay đi ra tiệm cá mua chùng chỉ cho tụi nó ăn. Vô tình thấy mấy bà cá từ Sài Gòn về miền quê. Bởi vậy thôi sẵn ở đây tôi coi mở hộp đập hộp mấy con cá. Mấy bà ở dưới hồ này thì nhiều tên lắm, nhưng mà túm lại một tên là cá chép. Cái cách mà vận chuyển cá rồi thả cá ra hồ thì có rất là nhiều cách khác nhau. Như là ngâm cho quen nhiệt độ nước, rồi để một ít nước vô cho đừng có bị sốc nhiệt. Thì ở đây tôi thấy là đổ ra xong rồi cho nó vô một cái dung dịch màu xanh. Mấy con này đầu tiên là mấy con binh bông. Tiếp theo là cái bầy này mà đem về chưng Tết là đẹp lắm. 7 màu full gold mà loại rì bông. Rì bông là cái loại mà cái vây bơi của nó ở dưới nó dài dài. Tết này đem vàng cá về là chỉ có vào vào vào. Giống như là mấy cục vàng đó, nó đang bơi phất phơ trước mặt mình vậy đó. Mấy bà cá này hình như là kêu bằng ran chu, nhưng mà không biết là có phải chính xác không nữa. Mấy con dưới này thì tôi quên hỏi tên rồi, nhưng mà nhìn nó giống cá phát tài. Thì theo như mà hỏi thì cô nói là đặt cá người ta như vậy mà nhiều khi người ta không có, là người ta đâu có giao. Bởi vậy cho nên mỗi lần mà mở một cái bọc là giống như là đi truy tìm kho báu vậy đó. Ơi mà hình như là bầy này là bầy ran chu nè, còn mấy bà hồi nãy là cá vàng thôi. Cái dung dịch màu xanh đó là dung dịch milian, cái loại mà để mà trị nấm, ngừa nấm. Một lần thì một thao này hình như là cỡ 10 lít nước, thì là nửa chai rồi để đó pha loãng ra. Mà tắm chừng 2 đợt là bỏ cái nước cũ rồi. Còn mấy cái loại mà cá mắc, ví dụ như mấy con cá rồng này nè, là phải lấy nước mới hoàn toàn luôn. Cho thuốc cũng hơi đậm đặc nữa để mà ngừa nấm cho nó, tại cá nó cũng hơi có giá trị mà. Cá rồng thì nó nhảy thôi rồi luôn. Bởi vậy để lên là phải lấy đồ đậy lại. Để nó vui thì thôi, mà nó buồn nó nhảy đành đạch cái nó té xuống cái mắc công mình nữa. Biết gì không, mắc công đi mua con cá mới á. Chứ mà té từ trên tầng 3 đó xuống mà thôi rồi rồi. Đây nè, mấy bà này là tôi thích nhất, mấy bà hồng vĩ. Kêu bằng mấy con cá trê đó. Hồng vĩ đợt này bự hơn đợt cá tôi mua nhiều. Nhưng mà thôi không sao đâu, mấy con này nuôi chừng tuần 2 tuần là nó bự lẹ lắm. Ba bà cá này vừa mở cái bao ra thôi là bà chủ tiệm trời ơi đẹp quá, đẹp quá. Mà công nhận nó đẹp thiệt. Tết này ai mà quất chừng cái hồ 1,5 m 2 m thả cặp cá này vô, khách lại nhà là thấy 2 cục vàng bơi trong nước liền. Mà cặp cá vàng nó cũng đẹp, mà cái con koi kế bên nó cũng đẹp nữa. Cái loại này thì không có bán theo con mà bán theo ký. Thì cũng ham, bởi vậy cũng hỏi 500 một ký. Mấy con này một con cỡ 5-6 kg, 2 con cỡ 10 kg, 5 triệu. Có đợt tôi đi cái xong thấy mấy người mà người ta đi vớt cá vàng lại đây mua nè, ta nói ngồi chậm hổm trên cái thành hồ rồi thích con nào thì lùa con đó vớt. Mà ở đâu chừng nửa ngày vậy đó, sáng tôi đi mua xong rồi chiều ghé lại mua nữa, vẫn còn gặp ngồi vớt cá vàng. Thấy thảy vậy thôi chứ nó mạnh cụi sống khỏe ghe không sao hết trơn á. Cá mồi cho mấy con cá lớn ăn thì nó cũng có nhiều loại lắm. Như là mấy con cá trâm hoặc là mấy con cá nó không có tên. Còn ở đây là loại cá mà trân châu với bình tích. Đổ cái đống cá mồi này ra, nói thiệt đem về nuôi kiển cũng được nữa, khỏi mất công ra tiệm lựa tùm lum hết. Không thì dặn đợt nào mà cá mồi gì thì thôi để cho con Bạch đi, nhiều đó tính nhiều. Tại nó có lẫn vô mấy con lia thia nữa. Cái bầy tiếp theo là mấy con cá chuột. Mấy con này thì là loại sống ở dưới tầng đáy. Ngày xưa có nuôi nó với lại cái bầy thủy sinh. Nó cũng dễ chịu lắm, dọn rong rêu được. Tết này mà không thích chơi màu vàng thì chơi đủ màu. Cánh bườm, xanh, đỏ, vàng, hồng. Mấy con này là loại cánh bườm nhuộm màu thôi, chứ không có cánh bườm dạ quang. Còn mà nhà mà không có diện tích thì thôi chơi cá nhỏ. Cá koi này không biết nhiêu con quên hỏi. Tại vì choáng ngợp với cái sự đẹp đẽ của con cá bự kia. Đính chính lại mấy con này mấy con chép Việt Nam chứ không phải cá koi. Tiếp theo là cái bầy chép đuôi phụng. Nó còn được gọi là cá chép vảy rồng. Nó bơi thì cái đuôi nó ưỡn ẹo. Mà không gian này nó nhỏ, chứ đưa vô không gian lớn nó bơi xuất sắc. Mấy cái bao này nè, một bao vô được có 2 bịch cá hà. Thấy nó bự vậy thôi chứ không có nhiều hết á. Rồi bọc này là bọc cá mồi nữa. Có mấy chỗ thì cá chép mồi, hoặc là mấy loại cá trâm, còn không mấy loại mà tôi không biết tên. Ở tiệm cá kiển thì thường nó có mấy con bảy màu cho mấy bạn nuôi chơi hoặc là nuôi thử cho biết. Thì như có mấy con bảy màu Thái này nè, 2000 con. Vậy chứ nó không có lên màu mè gì hết trơn, kêu bảy màu vậy thôi chứ tôi không thấy nó lên màu. Cái bọc này là lạ nhất nè, nhìn hoài không thấy cá mà lại có lục bình ở trong nữa. Tưởng đâu là mấy con ba ba, mà ba ba ít nước lắm, đâu có để nước nhiều như vậy. Mở cắt cộng dây thun ra rồi nha, mà vẫn thắc mắc thảy mấy miếng lục bình ra coi coi nó là cái gì. Rồi lôi ra hết thì mới biết nó là tay tượng châu Phi. Mà ngộ ha, châu Phi sợ nóng, để lục bình vô cho nó giảm nhiệt mấy con tay tượng đó. Tai tượng này thì tai tượng bự 80.000 con. Mà nói chung á, là giá thì cũng tùy khu vực với lại tùy vùng miền nữa. Thấy để chung một bọc đem về bắt chắc nuôi cặp vô hộ được. Rồi tổng kết đập ra được hết bao nhiêu bao này nè. Hồi nãy lúc mới lên không có con cá nào hết trơn, bây giờ là đầy đủ cá, không thiếu thứ gì hết. Mấy con sọc ngựa này quên quay, hay đó là nó còn được gọi là cá xe can, rồi ông tiên. Mà mấy con nhỏ nhỏ này tôi không có rành cho nên là cũng không biết loại này là loại gì nữa. Có mấy loại cánh bườm nữa, cánh bườm này thì có một sọc một màu. Mấy con này thì chắc là được bơm màu hay sao mà nó nhiều màu ghê. Cái này là sọc ngựa neon. Bầy cá tai tượng, hồi nãy nó nhảy qua hồ cá rồng, tưởng đâu là nó cắn lộn với mấy con cá rồng rồi, hên là bắt nó ra kịp. Còn lại thì là cá mồi. Tôi xin mấy bịch cá này về mơi vô chạy xúc mấy con cá bảy màu. Bye.